Thanh Hóa Nguyễn Đình Lợi, truy sát ba vị khách khi tranh cãi về tiền thanh toán khiến một người chết, hai người bị thương. Ngày 22 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Lợi 47 tuổi để điều tra hành vi giết người. Quán karaoke Trương Đông mới khai trương ít ngày thì xảy ra án mạng. Ảnh, Lam Sơn. Theo nhà chức trách, Lợi làm chủ quán karaoke Trương Đông ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Tối 20 tháng 2, anh Trần 37 tuổi, trú xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương cùng hai người bạn tới quán thuê phòng. Đến 23 giờ 30 phút, nhóm khách ra quầy tính tiền thì xảy ra tranh cãi về giá. Lợi sau đó lấy dao truy sát khiến anh Trần chết do bị đâm vào đùi, hai người còn lại bị thương. Let's look at why.